Lại nữa, thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu, nên cái không nội cũng không có sở hữu. Vì cái không nội không có sở hữu, nên cái không ngoại cũng không có sở hữu. Vì cái không ngoại không có sở hữu, nên cái không nội ngoại cũng không có sở hữu. Vì cái không nội ngoại không có sở hữu, nên cái không không cũng không có sở hữu. Vì cái không 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 có sở hữu, nên cái không lớn cũng không có sở hữu. Vì cái không lớn không có sở hữu, nên cái không thắng nghĩa cũng không có sở hữu. Vì cái không thắng nghĩa không có sở hữu, nên cái không hữu vi cũng không có sở hữu. Vì cái không hữu vi không có sở hữu, nên cái không vô vi cũng không có sở hữu. Vì cái không vô vi không có sở hữu, nên cái không rốt ráo cũng không có sở hữu. Vì cái không rốt ráo không có sở hữu, nên cái không không biên giới cũng không có sở hữu. Vì cái không không biên giới không có sở hữu, nên cái không tản mạn cũng không có sở hữu. Vì cái không tản mạn không có sở hữu, nên cái không không đổi khác cũng không có sở hữu. Vì cái không không đổi khác không có sở hữu, nên cái không bổn tánh cũng không có sở hữu. Vì cái không bổn tánh không có sở hữu, nên cái không tự tướng cũng không có sở hữu. Vì cái không tự tướng không có sở hữu, nên cái không cộng tướng cũng không có sở hữu. Vì cái không cộng tướng không có sở hữu, nên cái không tất cả pháp cũng không có sở hữu. Vì cái không tất cả pháp không có sở hữu, nên cái không chẳng thể nắm bắt được cũng không có sở hữu. Vì cái không chẳng thể nắm bắt được không có sở hữu, nên cái không không tánh cũng không có sở hữu. Vì cái không không tánh không có sở hữu, nên cái không tự tánh cũng không có sở hữu. Vì cái không tự tánh không có sở hữu, nên cái không không tánh tự tánh cũng không có sở hữu. Vì cái không không tánh tự tánh không có sở hữu, nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu, nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu, nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu, nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu, nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu, nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như thế, nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy hoặc cái không nội, cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc hư không đại thừa, vô số vô lượng vô biên tất cả pháp. Tất cả như vậy đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu, nên bố thí ba la mật đa cũng không có sở hữu. Vì bố thí ba la mật đa không có sở hữu, nên tịnh giới ba la mật đa cũng không có sở hữu. Vì tịnh giới ba la mật đa không có sở hữu, nên an nhẫn ba la mật đa cũng không có sở hữu. Vì an nhẫn ba la mật đa không có sở hữu, nên tinh tấn ba la mật đa cũng không có sở hữu. Vì tinh tấn ba la mật đa không có sở hữu, nên tịnh lự ba la mật đa cũng không có sở hữu. Vì tịnh lự ba la mật đa không có sở hữu, nên bát nhã ba la mật đa cũng không có sở hữu. Vì bát nhã ba la mật đa không có sở hữu, nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu, nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu, nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu, nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu, nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu, nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như thế, nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy hoặc bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, hoặc hư không, đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, tất cả pháp, tất cả như vậy đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu, nên bốn tịnh lự cũng không có sở hữu. Vì bốn tịnh lự không có sở hữu, nên bốn vô lượng cũng không có sở hữu. Vì bốn vô lượng không có sở hữu, nên bốn định vô sắc cũng không có sở hữu. Vì bốn định vô sắc không có sở hữu, nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu, nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu, nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu, nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu, nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu, nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như thế, nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình.
Vì sao? Thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc hư không, đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, tất cả pháp, tất cả như vậy, đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên bốn niệm trụ cũng không có sở hữu, vì bốn niệm trụ không có sở hữu nên bốn chánh đoạn cũng không có sở hữu, vì bốn chánh đoạn không có sở hữu nên bốn thần túc cũng không có sở hữu, vì bốn thần túc không có sở hữu nên năm căn cũng không có sở hữu, vì năm căn không có sở hữu nên năm lực cũng không có sở hữu, vì năm lực không có sở hữu nên bảy chi đẳng giác cũng không có sở hữu, vì bảy chi đẳng giác không có sở hữu nên tám chi thánh đạo cũng không có sở hữu, vì tám chi thánh đạo không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu, vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu, vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu, vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu, vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu, vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như thế nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc hư không, đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, tất cả pháp, tất cả như vậy đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên pháp môn giải thoát không cũng không có sở hữu, vì pháp môn giải thoát không không có sở hữu nên pháp môn giải thoát vô tướng cũng không có sở hữu, vì pháp môn giải thoát vô tướng không có sở hữu nên pháp môn giải thoát vô nguyện cũng không có sở hữu, vì pháp môn giải thoát vô nguyện không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu, vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu, vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu, vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu, vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu, vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như thế nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy, hoặc pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, hoặc hư không, đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên năm loại mắt cũng không có sở hữu, vì năm loại mắt không có sở hữu nên sáu phép thần thông cũng không có sở hữu, vì sáu phép thần thông không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu, vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu, vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu, vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu, vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu, vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như thế nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, hoặc hư không, đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên mười lực của Phật cũng không có sở hữu, vì mười lực của Phật không có sở hữu nên bốn điều không sợ cũng không có sở hữu, vì bốn điều không sợ không có sở hữu nên bốn sự hiểu biết thông suốt cũng không có sở hữu, vì bốn sự hiểu biết thông suốt không có sở hữu nên đại từ cũng không có sở hữu, vì đại từ không có sở hữu nên đại bi cũng không có sở hữu, vì đại bi không có sở hữu nên đại hỷ cũng không có sở hữu, vì đại hỷ không có sở hữu nên đại xả cũng không có sở hữu, vì đại xả không có sở hữu nên 18 pháp Phật bất cộng cũng không có sở hữu, vì 18 pháp Phật bất cộng không có sở hữu nên trí nhất thiết cũng không có sở hữu, vì trí nhất thiết không có sở hữu nên trí đạo tướng cũng không có sở hữu, vì trí đạo tướng không có sở hữu nên trí nhất thiết tướng cũng không có sở hữu, vì trí nhất thiết tướng không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu, vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu, vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu, vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu, vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu, vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu.
Do ý nghĩa như thế nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số vô lượng vô biên hữu tình. Vì sao thiện hiện? Vì ngã cho đến cái thấy hoặc mười lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng hoặc hư không đại thừa, vô số vô lượng vô biên tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên bậc cực hỷ cũng không có sở hữu. Vì bậc cực hỷ không có sở hữu nên bậc ly cấu cũng không có sở hữu. Vì bậc ly cấu không có sở hữu nên bậc phát quang cũng không có sở hữu. Vì bậc phát quang không có sở hữu nên bậc diệm tuệ cũng không có sở hữu. Vì bậc diệm tuệ không có sở hữu nên bậc cực nan thắng cũng không có sở hữu. Vì bậc cực nan thắng không có sở hữu nên bậc hiện tiền cũng không có sở hữu. Vì bậc hiện tiền không có sở hữu nên bậc viễn hành cũng không có sở hữu. Vì bậc viễn hành không có sở hữu nên bậc bất động cũng không có sở hữu. Vì bậc bất động không có sở hữu nên bậc thiện tuệ cũng không có sở hữu. Vì bậc thiện tuệ địa không có sở hữu nên bậc pháp vân cũng không có sở hữu. Vì bậc pháp vân không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số vô lượng vô biên hữu tình. Vì sao thiện hiện? Vì ngã cho đến cái thấy hoặc bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân hoặc hư không đại thừa, vô số vô lượng vô biên tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên bậc tịnh quán cũng không có sở hữu. Vì bậc tịnh quán không có sở hữu nên bậc chủng tánh cũng không có sở hữu. Vì bậc chủng tánh không có sở hữu nên bậc đệ bát cũng không có sở hữu. Vì bậc đệ bát không có sở hữu nên bậc cụ kiến cũng không có sở hữu. Vì bậc cụ kiến không có sở hữu nên bậc bạc cũng không có sở hữu. Vì bậc bạc không có sở hữu nên bậc ly dục cũng không có sở hữu. Vì bậc ly dục không có sở hữu nên bậc dĩ biện cũng không có sở hữu. Vì bậc dĩ biện không có sở hữu nên bậc độc giác cũng không có sở hữu. Vì bậc độc giác không có sở hữu nên bậc Bồ Tát cũng không có sở hữu. Vì bậc Bồ Tát không có sở hữu nên bậc Như Lai cũng không có sở hữu. Vì bậc Như Lai không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số vô lượng vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy hoặc bậc tịnh quán cho đến bậc Như Lai hoặc hư không đại thừa, vô số vô lượng vô biên tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên dự lưu hướng cũng không có sở hữu. Vì dự lưu hướng không có sở hữu nên dự lưu quả cũng không có sở hữu. Vì dự lưu quả không có sở hữu nên nhất lai hướng cũng không có sở hữu. Vì nhất lai hướng không có sở hữu nên nhất lai quả cũng không có sở hữu. Vì nhất lai quả không có sở hữu nên bất hoàn hướng cũng không có sở hữu. Vì bất hoàn hướng không có sở hữu nên bất hoàn quả cũng không có sở hữu. Vì bất hoàn quả không có sở hữu nên a la hán hướng cũng không có sở hữu. Vì a la hán hướng không có sở hữu nên a la hán quả cũng không có sở hữu. Vì a la hán quả không có sở hữu nên độc giác hướng cũng không có sở hữu. Vì độc giác hướng không có sở hữu nên độc giác quả cũng không có sở hữu. Vì độc giác quả không có sở hữu nên pháp đại bồ tát cũng không có sở hữu. Vì pháp đại bồ tát không có sở hữu nên pháp phật đà chánh đẳng chánh giác cũng không có sở hữu. Vì pháp phật đà chánh đẳng chánh giác không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số vô lượng vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy
hoặc sự lưu hướng cho đến pháp Phật Đà chánh đẳng chánh giác, hoặc hư không, đại thừa, vô số, vô lượng, vô biên, tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên bổ đặc già la của dự lưu hướng cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của dự lưu hướng không có sở hữu nên bổ đặc già la của dự lưu quả cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của dự lưu quả không có sở hữu nên bổ đặc già la của nhất lai hướng cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của nhất lai hướng không có sở hữu nên bổ đặc già la của nhất lai quả cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của nhất lai quả không có sở hữu nên bổ đặc già la của bất hoàn hướng cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của bất hoàn hướng không có sở hữu nên bổ đặc già la của bất hoàn quả cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của bất hoàn quả không có sở hữu nên bổ đặc già la của a la hán hướng cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của a la hán hướng không có sở hữu nên bổ đặc già la của a la hán quả cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của a la hán quả không có sở hữu nên bổ đặc già la của độc giác hướng cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của độc giác hướng không có sở hữu nên bổ đặc già la của độc giác quả cũng không có sở hữu. Vì bổ đặc già la của độc giác quả không có sở hữu nên đại bồ tát cũng không có sở hữu. Vì đại bồ tát không có sở hữu nên phật đà chánh đẳng chánh giác cũng không có sở hữu. Vì phật đà chánh đẳng chánh giác không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số vô lượng vô biên hữu tình. Vì sao? Hiện hiện vì ngã cho đến cái thấy hoặc bổ đặc già la của dự lưu hướng cho đến phật đà chánh đẳng chánh giác, hoặc hư không đại thừa vô số vô lượng vô biên tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu nên thanh văn thừa cũng không có sở hữu. Vì thanh văn thừa không có sở hữu nên độc giác thừa cũng không có sở hữu. Vì độc giác thừa không có sở hữu nên chánh đẳng chánh giác